Cô chào các em, cô rất vui khi được gặp các em trong buổi học toán ngày hôm nay. Ở lớp 1, các em đã được học một đơn vị đo độ dài, đó là cm. Vậy hôm nay, cô sẽ giới thiệu các em một đơn vị đo độ dài mới, đó là dm. Và bây giờ, các em cùng cô đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Khi đi vào bài, các em hãy sử dụng trí thước của mình. Các em sẽ quan sát xem trí thước của các em có độ dài là bao nhiêu cm nhé. À, có bạn sẽ có trí thước tương ứng với độ dài là 10 cm, hoặc những bạn sẽ có trí thước dài hơn một chút, đó là 20 cm, đúng không nào? Và đây là trí thước của cô. Cô mô phỏng lên màn hình với các vạch to hơn trí thước của các em một chút để các em dễ nhìn hơn. Bây giờ các em quan sát và cho cô biết đoạn thẳng này dài bao nhiêu cm. À đúng rồi, đoạn thẳng này dài 1 cm. Cô có đoạn thẳng tiếp theo. Các em hãy cho cô biết đoạn thẳng này dài bao nhiêu cm. À, các em quan sát thì chúng ta thấy rằng đoạn thẳng này có độ dài là 10 cm. Độ dài từ vạch số 0 đến vạch số 10 cũng chính là 1 dm đó các em ạ. Và dm là một đơn vị đo độ dài. Decimet được viết tắt là dm, đọc là decimet. Các em ạ, decimet là đơn vị đo độ dài lớn hơn cm. Vậy các em hãy cho cô biết 1 dm bằng bao nhiêu cm? À đúng rồi, 1 dm sẽ bằng 10 cm và 10 cm sẽ bằng 1 dm. Cô mời các em cùng nhắc lại. Vậy là vừa rồi cô vừa giới thiệu các em đơn vị đo độ dài dm. Và chúng mình cũng biết được mối quan hệ giữa decimet và cm. 1 dm bằng 10 cm và 10 cm bằng 1 dm. Bây giờ các em hãy mở tập ra, lấy bút và thước vẽ cho cô đoạn thẳng dài 10 cm nào. Các em đã vẽ được chưa? À, để vẽ được đoạn thẳng, chúng ta sẽ đặt thước ngay ngắn trên mặt giấy. Sau đó, chúng ta sẽ dùng bút chì chấm một điểm ngay vạch số 0 và chấm một điểm ở vạch số 10. Nối điểm ở vạch số 0 đến số 10, chúng ta sẽ được đoạn thẳng dài 10 cm. Và đoạn thẳng dài 10 cm hay còn gọi là đoạn thẳng dài 1 dm. Vậy các em hãy nhắc lại cho cô, 1 dm bằng bao nhiêu cm nào? À đúng rồi, 1 dm sẽ bằng 10 cm. Vậy 10 cm bằng bao nhiêu dm? Các em trả lời rất giỏi, 10 cm sẽ bằng 1 dm. Cô mời các em cùng nhắc lại một lần nữa với cô. 1 dm bằng 10 cm. 10 cm bằng 1 dm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng để làm một số bài tập nhé.
Sau đây, các em chú ý cô viết mẫu đơn vị decimet nhé. Đầu tiên, cô viết chữ giờ. Sau đó, cô nói né sang chữ m. Tiếp tục, các em quan sát cô viết chữ mẫu 2 decimet. Đầu tiên, cô viết chữ số 2. Sau đó, cách một con chữ O, cô sẽ viết đơn vị decimet. Cứ tiếp tục như vậy ở đơn vị 7 decimet và 12 decimet. Bây giờ, các em hãy lấy tập và viết lại cho cô. Decimet, 2 decimet, 7 decimet và 12 decimet. Sau khi viết xong, các em hãy đọc lại nhé. Bây giờ, chúng ta cùng nhau bước vào thực hành đo nhé. Ở lớp 1, các em đã biết cách đo gang tay trên thước rồi. Bây giờ, các em hãy đặt cây thước lên trên bàn và hãy tiến hành đo gang tay của mình và cho cô biết gang tay em dài bao nhiêu cm nhé. À, cô nghĩ chắc bạn nào cũng đã nêu được gang tay của mình dài bao nhiêu cm rồi đúng không nào? Sau đây là ví dụ của cô, các con nhìn vào hình. Để đo được gang tay, đầu tiên ngón cái của chúng ta đặt ngay vạch số 0 và ngón giữa dừng tại số 13. Vì vậy, gang tay em dài 13 cm. Sau đây các em cùng nhau thực hiện tiếp yêu cầu tiếp theo của cô. Đó là dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng. Gang tay em nhiều chấm 1 decimet. Gang tay em nhiều chấm 2 decimet. À, ở nhiệm vụ này có nghĩa rằng sau khi biết được gang tay của em dài bao nhiêu cm, các em sẽ so sánh xem gang tay của em dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng 1 decimet và gang tay của em dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng 2 decimet. Bây giờ các em hãy cùng nhau so sánh độ dài gang tay của mình với 1 decimet và 2 decimet nhé. Cô nghĩ các em đều đã xác định được gang tay của mình so với 1 decimet và 2 decimet đúng không nào? Sau đây cô xin ví dụ. Với gang tay em dài 13 cm thì cô có cách nói như sau. Gang tay em dài hơn 1 decimet vì gang tay của em dài hơn 10 cm. Tiếp tục, gang tay em ngắn hơn 2 decimet vì gang tay của em ngắn hơn 20 cm. Các em biết rằng ước lượng có thể gần bằng hoặc nhiều hơn một tí so với độ dài thực tế mà ta tìm được. Vậy sau đây, chúng ta cùng nhau tiến hành ước lượng về chiều rộng và chiều dài của quyển sách giáo khoa toán lớp 2 nhé. Bây giờ, các em hãy đặt quyển sách toán trên bàn. Sau đó, các em hãy quan sát thật kỹ. Đây là chiều rộng của quyển sách. Còn đây là chiều dài của quyển sách. Vậy bây giờ các em hãy ước lượng xem chiều rộng quyển sách khoảng bao nhiêu decimet và chiều dài của quyển sách khoảng bao nhiêu decimet nhé. Các em hãy quan sát và ước lượng nào. À, cô nghĩ bạn nào cũng đã ước lượng được quyển sách đúng không nè? Chúng ta có thể ước lượng bằng mắt hoặc bằng gang tay. Sau khi đã ước lượng xong rồi, các em hãy dùng thước để kiểm tra lại xem mình có ước lượng đúng chưa nhé. Bây giờ các em hãy dùng thước đo lại xem nào.
Cô nghĩ bạn nào cũng đều có kết quả cho riêng mình rồi đúng không nào? Sau đây cô xin ví dụ. Với chiều rộng của quyển sách, sau khi cô đo được với độ dài là 19cm, thì các em thấy rằng 19cm gần bằng với 20cm. Nên khi đưa về đơn vị decimet, cô sẽ sử dụng từ khoảng. Chiều rộng quyển sách khoảng 2 decimet. Tương tự như vậy, cô đo được chiều dài của quyển sách với độ dài là 27cm, thì các em biết rằng 27cm gần bằng với 30cm. Cho nên cô nói chiều dài quyển sách khoảng 3 decimet. Qua tiết học này, các em hãy quan sát các đồ vật trong gia đình và tập ước lượng các đồ vật theo đơn vị decimet nhé. Vừa rồi các em vừa được thực hành đo găng tay nè, ước lượng các đồ vật. Sau đây chúng ta sẽ vận dụng những điều đã học để bước sang tiết 2 của bài, đó là phần luyện tập. Các em sẽ thực hiện giúp cô các bài tập có trong vở bài tập toán trang 33, 34, 35 và 36. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xem các bài tập ấy như thế nào nhé. Bài tập 1. Viết. Ở bài tập này, khi viết đơn vị, các em chú ý viết đúng độ cao các chữ của đơn vị và viết rõ nét nhé các em. Bài tập số 2. Viết vào chỗ chấm. Các em quan sát 3 bức hình và đọc yêu cầu A nhé. Dài hơn, ngắn hơn hay bằng? Bây giờ cô sẽ ví dụ ở ý đầu tiên, ngón trỏ. Như thế nào so với 1 decimet? Các em biết rằng 1 decimet bằng 10cm. Vì vậy khi nhìn vào bức hình thứ nhất, thì các em biết rằng ngón trỏ trong hình sẽ ngắn hơn 1 decimet đúng không nào? Vì vậy cho nên ở chỗ chấm này, cô sẽ điền từ ngắn hơn, ngón trỏ ngắn hơn 1 decimet. Các em sẽ tiếp tục với các bài còn lại nhé. Sang câu B, các em cùng đọc yêu cầu với cô. cm hay decimet? Ý thứ nhất, ngón trỏ dài khoảng 5. Vậy theo các em chúng ta sẽ điền đơn vị gì sau số 5 này? À, đúng rồi, chúng ta sẽ điền đơn vị là cm, ngón trỏ dài khoảng 5cm. Vì sao các em lại điền 5cm ở đây? Vì ngón trỏ có kích thước nhỏ nên ta sẽ điền đơn vị là cm. Câu C, chúng ta cùng đọc yêu cầu nào. C, đo rồi viết số vào chỗ chấm. Đối với bài tập này, đòi hỏi chúng ta phải đo một cách chính xác độ dài của các sự vật bằng thước. Và khi đo, các em nên nhớ chúng ta đặt thước bắt đầu từ vạch số 0 nhé. Bài tập 3. Đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Sau đây cô xin ví dụ bài đầu tiên. 1 decimet bằng 10cm. Để làm đúng bài này, các em hãy quan sát hai bên dấu bằng. Và các em hãy cho cô biết hai bên dấu bằng có đơn vị như thế nào. Đúng rồi, hai bên dấu bằng khác nhau về đơn vị, thì khi so sánh, ta sẽ đổi đơn vị lớn về đơn vị nhỏ. Đối với 1 decimet bằng 10cm,
thì đơn vị lớn ở đây chính là 1 decimet. Ta sẽ đổi về đơn vị nhỏ. 1 decimet bằng 10 cm. Vì vậy 10 cm bằng 10 cm, cho nên 1 decimet bằng 10 cm. Chúng ta sẽ điền chữ D. Tiếp tục với các bài còn lại, các em hãy làm bài thật cẩn thận nhé. Bài 4, tính. Cô xin ví dụ bài đầu tiên. 8 cm cộng 2 cm sẽ bằng 10 cm. À, đối với bài này, các em chú ý, phép tính có kèm theo đơn vị, thì kết quả của bài chúng ta phải viết thêm đơn vị ở phía sau kết quả nhé. Các bài còn lại các em hãy tính toán thật cẩn thận nhé các em. Bài tập 5, các em cùng đọc yêu cầu với cô. Bộ bàn ghế học sinh có kích thước đo được như hình bên. Hỏi mặt bàn cao hơn mặt ghế mấy decimet? Các em quan sát hình và cho cô biết bài toán cho ta biết gì? À đúng rồi, quan sát hình thì chúng ta biết được rằng từ chân bàn lên đến mặt bàn cao 6 decimet. Còn từ trên ghế lên đến mặt ghế cao 3 decimet. Vậy các em hãy cho cô biết bài toán hỏi gì? À, các em trả lời rất chính xác. Bài toán yêu cầu chúng ta đi tìm mặt bàn cao hơn mặt ghế mấy decimet. Vậy bây giờ các em hãy viết phép tính vào ô trống và điền câu trả lời ở phần bên dưới nhé. Cô xin mời các em làm bài. Bài 6. Dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng? Sau đây cô sẽ ví dụ ở hình có chiếc bàn chải. Xem chiếc bàn chải dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng 1 decimet bằng cách nào? Đầu tiên, các em phải xác định cho cô xem chiếc bàn chải này dài bao nhiêu. À, để biết được chiếc bàn chải này có độ dài như thế nào, thì các em nhìn vào các khối lập phương. Các em biết rằng một khối lập phương là 1 cm. Trong hình xếp 15 khối lập phương nên có độ dài tương ứng là 15 cm. Vậy chiếc bàn chải dài tương đương 13 khối lập phương nên chiếc bàn chải dài 13 cm. Vì vậy chiếc bàn chải dài hơn 1 decimet. Các bài còn lại các em sẽ làm tương tự như vậy nhé. Bài 7. Đánh dấu tích vào cách đặt thước đúng để đo các đồ vật. Ở đây cô ví dụ hình đầu tiên. Hình đầu tiên là bức hình có cách đặt thước đúng. Vì khi đo một vật gì đó, chúng ta bắt đầu từ vạch số 0 và đặt thước ngay ngắn với vật. Các hình còn lại, các em hãy quan sát thật kỹ và đánh dấu nhé. Bài tập 8. Ước lượng rồi đo các đồ vật trong lớp. Cột thứ nhất, đồ vật. Ở đây, đồ vật đầu tiên đó là bàn học của em. Các em có thể quan sát độ dài của bàn học tính từ chân bàn lên mặt bàn và ước lượng đoán xem bàn học của em dài khoảng mấy gang tay và các em sẽ điền số vào cột thứ hai, cột ước lượng. Sau đó,
Để kiểm tra tính chính xác, các em hãy dùng thước để đo và viết vào cột cuối cùng, đó là cột có tên là đo. Và khi đo, các con nhớ là chúng ta phải đặt thước thẳng và bắt đầu từ vạch số 0. Các bài còn lại các em sẽ làm tương tự nhé. Thế là chúng ta vừa tìm hiểu xong các dạng bài tập. Các em hoàn thành tất cả các bài tập nhé. Và xem trước bài em làm được những gì trong tiết học sau. Thế là tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô chúc các em làm bài thật tốt nhé. Cô mến chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.